Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, sảnh New Wing, trung tâm thương mại Crescent Mall, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đang mang nhiều sự lựa chọn ẩm thực cho khách hàng. Để giới thiệu đến khách hàng loạt nhà hàng ẩm thực phong phú tại khu vực này, trung tâm đã tổ chức chiến dịch Taste Crescent Mall với nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi. Nổi bật là sự kiện Where's the Food? Khám phá thiên đường ẩm thực đã ghi lại nhiều dấu ấn đặc biệt vào cuối tuần vừa qua. Crescent Mall là một trong những trung tâm thương mại đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, là nơi tập trung của hơn 140 thương hiệu cao cấp quốc tế và nội địa dẫn đầu thị trường, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, giải trí đa dạng, thu hút trung bình 250.000 lượt khách tham quan và mua sắm mỗi tháng.